Chào thầy và các bạn, em là Tường Vi. Em xin đại diện nhóm IAK44 đang thực tập tại khoa ngoại niệu Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ trình bày về ca lâm sàng sỏi niệu quản. Về phần hành chính, bệnh nhân Nguyễn Thị Bé B, nữ, 61 tuổi, nghề nghiệp nội trợ, địa chỉ phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vào viện lúc 17 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2023. Vào viện vì lý do đau hông lưng phải. Bệnh sử: cách đây 9 năm, bệnh nhân tình cờ phát hiện sỏi thận phải. Sau khi đi khám sức khỏe, kích thước sỏi 8.2mm, bệnh nhân không cảm thấy khó chịu và không điều trị gì cho đến nay. Cùng ngày nhập viện, trong lúc bệnh nhân đang vận động làm việc thì đột ngột đau hông phải, lan ra sau lưng, đau quặn liên tục, không tư thế giảm đau, kèm buồn nôn, nôn khan một lần, bệnh nhân không sốt. Bệnh nhân nghỉ ngơi nhưng tình trạng đau ngày càng tăng nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ nhập viện. Tóm tắt, bệnh nhân nữ 61 tuổi vào viện vì đau hông lưng phải. Qua hỏi bệnh và thăm khám lâm sàng ghi nhận cơn đau quặn thận, đột ngột đau vùng hông lưng phải khi đang vận động, đau quặn liên tục, lan ra sau lưng, không tư thế giảm đau. Triệu chứng thận tiết niệu, ấn đau điểm đau niệu quản trên bên phải, chạm Phật thận âm tính, rung thận âm tính. Tiền sử: sỏi thận phải cách đây 9 năm, kích thước 8.2mm, không triệu chứng và không xử trí. Cận lâm sàng, phim KUB, nốt cản quang đậm độ cao, 1/3 trên niệu quản phải. Siêu âm ổ bụng, thận phải, kích thước bình thường, ứ nước độ 1. Đoạn khúc nói bể thận niệu quản có một cản âm kích thước 17mm, ít dịch quanh thận. Thận trái kích thước bình thường, không sỏi, không ứ nước. Phim MSCT có một cấu trúc tăng đậm độ ở khúc nói bể thận niệu quản ngang đốt sóng thắt lưng L2-L3. Chuẩn đoán xác định, sỏi niệu quản 1/3 trên bên phải, biến chứng thận ứ nước độ 1. Đặt vấn đề, vị trí, sỏi niệu quản 1/3 trên bên phải, kích thước 17mm, ưu tiên phương pháp tán sỏi. Nhóm em có các lựa chọn như sau. 1. Tán sỏi ngoài cơ thể là phương pháp không xâm lấn, phù hợp với sỏi niệu quản 1/3 trên dưới 15mm. Tuy nhiên, trường hợp này sỏi 17mm, khi tán sỏi có thể sót sỏi và phải tán sỏi nhiều lần, gây tổn thương thận, vì vậy đây là phương pháp ít tối ưu. 2. Lấy sỏi qua nội soi ngược dòng là phương pháp ít xâm lấn, phù hợp đối với sỏi niệu quản dưới 15mm ở vị trí 1/3 giữa hoặc 1/3 dưới, hoặc sỏi thận dưới 20mm. Trường hợp này là sỏi niệu quản 1/3 trên kích thước 17mm và không có bất thường đường niệu, có thể sử dụng máy nội soi mềm để thực hiện. Đây là phương pháp tối ưu. 3. Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi là phương pháp xâm lấn, phù hợp đối với sỏi niệu quản cao ở niệu quản 1/3 trên, có bất thường đường niệu. Đây là phương pháp tối ưu. Nhóm em chọn lấy sỏi ngược dòng vì đây là phương pháp ít xâm lấn và bệnh nhân không có bất thường đường niệu. Phần trình bày của nhóm em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.